Thưa quý vị, cảng quốc tế Tân Cảng KMF VCIT trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, vẫn duy trì xuyên suốt hoạt động và đã ghi dấu nhiều dấu mốc quan trọng, thiết lập kỷ lục về sản lượng xếp dỡ hàng cao nhất trong các cảng container tại Việt Nam, đồng thời lập kỷ lục xếp dỡ 238 container một giờ. Cho đến ngày 24 tháng 12 năm 2021, cảng quốc tế Tân Cảng KMF TCIT đã xếp dỡ TEU thứ 2 triệu và đây là năm thứ hai liên tiếp TCIT đạt mốc này sau 11 năm hoạt động. Cho đến cuối năm 2021, sản lượng thông qua cảng TCIT đạt gần 2,1 triệu TEU, chiếm hơn 40% thị phần khu vực KMF thị giải. Tiếp tục giữ vững vị thế cảng nước sâu có sản lượng thông qua lớn thứ hai tại Việt Nam, sau cảng Tân Cảng Cát Lái tại thành phố Hồ Chí Minh. Để có được kết quả này, TCIT đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng dịch hiệu quả, vừa không để đứt gãy hoạt động sản xuất. Chúng tôi cũng nhận định cái tình hình dịch vẫn tiến đến phức tạp và những cái nguy cơ rủi ro vẫn thường xuyên. Nên đối với các quy định cảng thì gần như chúng tôi vẫn áp dụng những cái quy định như trước dịch về việc hạn chế tiếp xúc, việc làm tăng cái thời lượng làm việc online, cũng như là chúng tôi cũng vẫn quy định một số khối bộ phận là làm việc và tại cảng trong một thời gian ngắn, cũng như là chúng tôi cũng quy định về những cái điểm đến, một cung đường hai điểm đến đối với người lao động trực tiếp và hạn chế tiếp xúc tối đa trong các bộ phận công ty. Bước vào năm mới 2022 với không ít thách thức và cả cơ hội, TCIT theo phương châm hoạt động không ngừng đổi mới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, nâng sức cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả, càng nỗ lực vượt lên thách thức, đón đầu xu thế, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước.